Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh TS Gold. Mình là Triều Hoang. Đây là video phân tích xu hướng của giá vàng phiên ngày 15 tháng 4 năm 2024. Giá vàng trong phiên thứ sáu vừa qua bất ngờ giảm mạnh sau khi mà đạt đỉnh lịch sử ở vùng 2431 và sau đó điều chỉnh về đến vùng 2344, tức là giá vàng đã biến đồng hơn gần 100 giá trong cái phiên ngày thứ sáu vừa qua. Một cái phiên biến đồng rất mạnh đúng không ạ? À, cụ thể rằng là trong phiên thứ sáu vừa qua thì giá vàng đã có cú giảm từ vùng 2.372 về đến vùng 2.344 tức là giá vàng đã giảm 28 đô la so với mức giá mở cửa và biến đồng trong phiên gần 100 đô la cụ thể là 8 à 98 đô la trong cái phiên thứ sáu vừa qua vậy thì trong phiên ngày hôm nay ngày 15 tháng 4 xu hướng của giá vàng sẽ đi như nào chúng ta sẽ cùng nhau phân tích trong video này đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua những cái tin tức có trong phiên ngày hôm nay. Ngày hôm nay vào lúc 7h30 tối chúng ta có ba cái tin tức liên quan đến đồng đô la. Đầu tiên là về doanh số bán lẻ cốt lõi, dự báo của các chuyên gia phân tích là 0,5% so với kỳ trước là 0,3%. À, cho thấy rằng là doanh số cốt lõi, doanh số bán lẻ cốt lõi đang tăng hơn so với kỳ trước 0,2%. Dự báo đây là tin tốt cho đồng đô la. Tiếp theo là tin chỉ số sản xuất của MP star Dự báo của các chuyên gia phân tích là 5,2 điểm so với kỳ trước là 5, 20,9 điểm. Cho thấy rằng chỉ số sản xuất của Ampista cũng đang có dấu hiệu tốt lên so với kỳ trước này. Tiếp theo là tin cuối cùng, doanh số bán lẻ cốt lõi. À, doanh số bán lẻ của tháng trên tháng, dự báo của các chuyên gia phân tích là 0,4%. So với kỳ so với tháng trước nữa là 0,6% cho thấy rằng doanh số bán lẻ vừa rồi của tháng vừa rồi à, giảm so với tháng 2. Đây là một cái tin xấu cho đồng đô la. Và tiếp theo là cái tin thành viên của FOMC phát biểu và đây là những cái tin nó không quá quan trọng nha các bạn. Vào lúc 9 giờ này, cái tin màu vàng này là không quá quan trọng, chúng ta không để ý nhiều. Chúng ta chuyển sang đối với quỹ FBDR. Quỹ thì ngày hôm thứ sáu vừa qua đã có một cú à, bán ra mạnh 4.03 tấn vàng sau cái phiên mua 2.3 tấn vàng. Và cái mức dự trữ vàng của quỹ ở cái mốc 826,72 tấn vàng. Đấy, các bạn nhìn thấy rằng là quỹ trong cái thời điểm vừa qua thì cũng có thể rằng là mua vào 1 2 3 phiên nhưng một phiên sẽ bán ra khối lượng nhiều hơn so với khối lượng mua trước đó. trong cái thời điểm vừa qua thì chúng ta cũng cập nhật thêm những cái tin tức về diện à, tin nóng của Israel và Iran. Đấy các bạn nhìn thấy rằng là trong phiên ngày hôm qua là cái phiên ngày 14 tháng 4 thì có những cái thông tin rằng là à, cuộc căng thẳng cũng như là cái tình hình chính trị à, đang căng thẳng ở khu vực Iran và à, Israel. Đây các bạn nhìn thấy. À, các bạn nhìn thấy những cái thông tin rất là nóng. Ví dụ như à, Israel à, hà sát chỉ huy Ebola này này. Mỹ tài trợ giữ gìn hòa bình ở Gaza. Israel và Hamas tái khởi động đàm phán. ở đây là ngày 17 tháng 3. Đây này, những cái tin tức mà chúng ta nhìn thấy rằng là trong phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay và nguyên nhân dẫn đến cái việc rằng là giá vàng trong phiên ngày hôm nay tạm một cú gáp ở quanh vùng 2350 2355 đó. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích đầu tiên là chỉ số của đồng đô la trước khi mà ra phân tích xu hướng của giá vàng. Ngày hôm qua à, thì ngày thứ Sáu vừa qua xu hướng của chỉ số đồng la vẫn có nhịp gọi là break out qua khỏi cái vùng kháng cự 105.3 để tăng lên đến vùng 106.039 trong phiên thứ sáu vừa qua. Thì chúng ta đang dự báo rằng là gì ạ? Chỉ số đồng la vẫn đang nằm trong một cái xu hướng uptrend mạnh. Và điều này có thể rằng là đẩy xu hướng của chỉ số đồng la lên lại quanh vùng 107.2. Và nếu như thế thì trong cái thời điểm mà căng thẳng ở địa chính trị ở Trung Đông, cụ thể rằng là Iran và Israel và có thể rằng là uh, một số nước khác nữa uh, thì cái điều rằng là chỉ số đồng la sẽ tiếp tục tăng là chuyện bình thường. Thì các bạn hiểu rằng là bất ổn chính trị, suy thái kinh tế thì vàng và đồng đô la sẽ cùng chiều với nhau. Nguyên nhân dẫn đến việc uh, đồng đô la và vàng cùng chiều với nhau thì uh, các bạn nhìn thấy rằng là đồng đô la vẫn là cái đồng tiền mà được rất là nhiều Ờ, nước cũng như là uh, nhiều người dân chấp nhận cái đồng tiền này chính vì thế nhiều khi trong khi mà chiến tranh hay là bất ổn chính trị thì người ta thường trú người ta thường giữ cái đồng đô la để làm sao đảm bảo an toàn uh, tránh cái sự mất giá đảm bảo cái việc rằng là uh, trong cái vấn đề chi si tiêu vậy thì đối chỉ số đồng la trong phiên ngày hôm nay sẽ điều chỉnh đâu hoặc là tăng lên đâu chúng ta cần quan sát ở khung H 4 Hiện tại thì chỉ số đồng la ở khung H4 đã có một cú gọi là gì ạ? Đi ngang ở khu vực quanh vùng 106.05 và sau đó có những nhịp điều chỉnh này thì có khả năng rằng là điều chỉnh quay trở lại ở cái vùng hỗ trợ gần là quanh vùng 105.5 và sâu hơn nữa là về đến vùng 105 tròn. Ở đây là những cái nhịp điều chỉnh của chỉ số đồng la và nếu như chỉ số đồng la điều chỉnh về đến những cái vùng hồ trợ này đúng ạ thì chúng ta nhìn thấy rằng là giá vàng trong phiên sáng ngày hôm nay sẽ có cú gọi là tăng điểm thì các bạn có thể canh mua đối với xu hướng của giá vàng trong phiên ngày hôm nay. Chúng ta chuyển sang đối với xu hướng của giá vàng. Như các bạn cũng nhìn thấy rằng là trong phiên thứ sáu vừa qua thì giá vàng đã bất ngờ bất ngờ giảm mạnh sau khi mà đạt một cái đỉnh lịch sử ở 2431 và điều chỉnh về đến vùng 2344. Mở phiên ngày hôm nay thì giá vàng đã tạo một cú gáp ở quanh vùng 2000 353 nguyên nhân dẫn đến cái việc rằng là tạo một cú gáp à, hơn gần 10 giá trong người phiên ngày hôm nay là do ngày hôm qua chúng ta nhận những cái tin tức liên quan đến cái vấn đề Iran và Israel lại đang nóng à, nóng lên à, điều đây đẩy cái các nhà đầu tư vẫn tiếp tục rằng là quay trở lại mua vàng vậy chúng ta phân tích rằng là gì ạ trong phiên ngày hôm thứ sáu à, giá vàng điều chỉnh thì như nào đúng không ạ chúng ta nhìn thấy rằng là phiên thứ sáu giá vàng đã tạo một cái đỉnh rồi thì theo bản thân mình đánh giá cũng như là phân tích trong cái phiên thứ phiên uh, thứ bảy vừa qua phiên xu hướng tuần mới đó thì giá vàng sẽ có cú diện, uh, sẽ cú đi ngang lên lại quanh vùng 2.400 hoặc là 2 mươi ở khu vực này và sau đó đi ngang ở khu vực này và sau đó điều chỉnh đi xuống chứ cũng không có thể rằng là giảm mạnh được và điều này chúng ta đã phân tích trong video phân tích xu hướng tuần rồi Đối với khung ngày ngày hôm nay thì chúng ta vẫn uh, canh những cái nhịp ở quanh vùng 2.000, Chúng ta canh những cái nhịp ở quanh vùng 2330 để chúng ta có thể mua vào đối khung ngày và sâu hơn nữa là 3 2320, đó là những nhịp mà chúng ta có thể là ngạn diện mua mua vào để chúng ta uh, tìm kiếm những cái lời nhuận. SL các bạn để khoảng tầm 3 cho đến uh, 6 5 cho đến 6 giá thôi. Đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta cần để ý ở quanh vùng kháng cự 2400 2.400 là những cái vùng kháng cự cần để ý trong phiên ngày hôm nay có thể rằng là nó sẽ quay trở lại ở vùng 2.400. À, chúng ta xem qua đối với giá bảng ở khung H4, mình sẽ tắt tất cả những chỉ báo này đi để chúng ta có thể phân tích rõ hơn trong phiên ngày hôm nay. Đúng ạ. À à thì các bạn nhìn thấy rằng là xu hướng của giá vàng ở khung H4 đã xuất hiện một cái nến nhấn chìm mạnh rồi, điều này đã đẩy à, xu hướng của giá vàng đã chuyển từ xu hướng uptrend thành xu hướng sideways ở cái khu vực khu khung H1 đúng không ạ? À, đối với khung H4 thì sau khi mà tạo thành một cái nến, <laughs> thì à, sau khi tạo thành một cái nến uh, uh, rút chân ra ở khung cây H1 chứ, cái nến rút chân đây và sau đó điều chỉnh quay trở lại là hiện tại chúng ta đang nhìn thấy giá vàng đang có những nhịp <laughs> nhịp hồi phục tăng trở lại <laughs> thì các bạn có thể rằng là canh mua lướt đối với giá vàng ở quanh khu vực 50 cho đến 54 này được các bạn có thể vào một hai lệnh đối với xu hướng của giá vàng và lên lại quanh vùng 2380 2400 trong mỗi phiên ngày hôm nay à, ngày hôm nay thì ở khung H4 nó muốn tăng mạnh được thì nó phải đóng cửa nằm trên em 20 ở khung ngày <laughs> đóng cửa nằm trên em 20 khung ngày nhé các bạn chúng ta đang nhìn thấy rằng là hiện tại là mức giá 56 57 là cái vùng kháng cự của MA20. Và đứng trước may mỏng như này thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Ờ, đây là những cái nhịp hồ tờ có thể rằng là hỗ tờ của MA34 đây. Đúng hỗ tờ của MA34 ngày cái nhịp ở 2342 và sau đó đờ lại thì giá vàng có thể rằng là test lại quanh vùng 43, 45 và sau đó bật tăng lại. Thì chúng ta trong trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta có thể rằng diện chúng ta sẽ chờ đợi ở cái mức giá mức giá quanh vùng 48 cho đến 50 đó là mức giá mà các bạn có thể mua lên lâu dài được đúng không ạ? Mua lên lâu dài đối với phiên ngày hôm nay, nhớ rằng là trong một phiên nó có biến động đến 100 giá thì chúng ta phải biết được rằng là nó sẽ à mạnh như nào và chúng ta đánh với khối lượng như nào. Chúng ta chỉ cần rằng là dạ vào quản lý không tốt cái khối lượng thôi là chúng ta đã à, dẫn đến về cái âm tài khoản hoặc tâm lý ngay. Chúng ta chuyển sang đối với xu hướng của khung H1. Đối với khung H1 thì các bạn nhìn thấy rằng là à, đang gặp một cái vùng kháng cự. À, hiện tại thì nó đang tích lũy nằm dưới MA20 ở khung H1 và cái xu hướng của nó vẫn là gì ạ? À, xu hướng của nó đang hình thành và tạo một cái đáy ở quanh khu vực 2340 2345. Tại vì trong phiên thứ 6 vừa qua thì giá vàng đã giảm một mạch từ vùng 2 431 về đến vùng 2334 và mở phiên ngày hôm nay ở khung H1 thì giá vàng đã tạo một cú gáp lên đến vùng 2.352 và sau đó lên đến vùng 2.372 và sau đó rút chân quay trở lại à, thì xuất hiện một cây nến vẫn là một cây nến xanh và sau đó cái nến giảm này thì chúng ta cần cần gì ạ cần đối với giá vàng khung H1 tạo cái đáy ở khu vực này. Khi mà hình thành tạo một cái đáy xong thì em ở uh, Bollinger Band bẻ ngang và sau đó có thể nhịp tăng mạnh đối với giá vàng được. Thì trong phiên ngày hôm nay các bạn có thể chờ hoặc các bạn có thể mua ở quanh khu vực 47 cho đến vùng 50. Các bạn vào cái lành thăm dò khối lượng bé thôi. Được chưa? Còn những ngày hôm nay thì xu hướng của giá vàng sẽ lên lại quanh vùng ít nhất là lên đến 2.380 và cao nữa thì lên đến vùng 400, 2418 trong cái phiên ngày hôm nay. Đó. À, chiến lược của chúng ta trong phiên ngày hôm nay, ngày thứ hai, ngày 15 tháng 4 thì chúng ta có thể rằng là canh mua vàng ở khu vực 2340 cho đến vùng 2347. Đó, cái vùng này chúng ta có thể mua được. Được chưa? Đây về tạo một cái đáy này và tiếp tục bật lên thì SL chúng ta phải để ở đâu ạ SL chúng ta phải để ở 2320 à, 29 à, hoặc 26 SL ở 2326 và TP chúng ta để ở 2378 2393 và 2401 trong phiên ngày hôm nay các bạn <laughs> xu hướng của chúng ta ngày hôm nay vẫn là cái xu hướng tăng Tại vì trong phiên thứ sáu vừa qua là một cái phiên giảm mạnh rồi và kiểu gì nó cũng sẽ có một cái phiên hồi kỹ thuật. Hơn nữa trong cái thời gian vừa qua như là thứ bảy chủ nhật thì chúng ta có những cái tin uh, liên quan đến sự gọi là bất ổn uh, chính trị ở Trung Đông và điều này hỗ trợ xu hướng giá vàng tiếp tục quay trở lại. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ canh xẻo quanh vùng 2427 cho đến vùng 2432. Nếu như lên đến đây thì chúng ta canh xẻo. SL chúng ta để ở 2446, TP chúng ta để 2400 và 2382. 2362 trong phiên ngày hôm nay. Còn cụ thể trong phiên ngày hôm nay bán ở cái dưới mức 2400 thì mình sẽ báo với các bạn trên nhóm cộng đồng cũng như là nhóm VIP nha các bạn. À, xin chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và giao dịch thành, thành công. Hẹn và gặp lại các bạn ở video tiếp theo.